Hậu khủng bố đêm 13 tháng 11, các góc phố và những khu vực xung quanh hiện trường vụ tấn công trở thành nơi để người Paris tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Hoa và nến tương phản bên những ô cửa kính vẫn còn nguyên vết đạn bắn. Những dòng lưu niệm được để lại, một cách để tưởng nhớ những người đã khuất và động viên tinh thần người đang sống. Vượt lên trên nỗi sợ, nhịp sống thường nhật của người Pháp không vì thế mà dừng lại. Cùng nghe những chia sẻ từ các du học sinh Nghệ An đang sống tại Pháp. Hiện tại thì mình đang học tập tại trường Đại học Paris 8, Saint-Denis, và đó cũng chính là vùng xảy ra cuộc đánh bom ở sân vận động Stade de France. Và hiện nay thì tâm trạng chung của mình cũng như tất cả mọi người đều đang rất hoang mang và lo sợ. Hiện nay thì Paris đang rất là vắng vẻ, tất cả các nơi công cộng như là trường học, siêu thị đều đã đóng cửa, và mình hy vọng là Paris sẽ ổn định trong những ngày tiếp theo. Cho đến hiện tại thì người Việt Nam nói chung và người Nghệ An mình nói riêng thì chưa có ai liên quan trong cái vụ khủng bố vừa rồi cả. Khu vực mà em đang sinh sống cũng như học tập thì ở xa xa khu vực bị khủng bố, cho nên hiện tại cuộc sống của em chỉ bị đảo lộn một chút và đang dần dần ổn định hơn. Trong thời gian này thì các nơi trọng điểm mà mọi người hay đi đến thì mọi người đang hạn chế ra ngoài đến mức có thể. Ngày 6 thì mình cũng có ra siêu thị thì không khí và mọi người khá là trở thành khá là buồn bã và ảm đạm. Nhưng mà mọi chuyện nói chung thì vẫn bình thường và mọi người vẫn phải tiếp tục và chuẩn bị cho công việc trong tuần kế tiếp. Do ở xa nên không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công tại Paris, nhưng sau khi biết tin mình khá là lo lắng bởi vì mình có khá là nhiều bạn bè hiện đang học tập và làm việc tại Paris. May mắn là tất cả mọi người vẫn đang ổn, và theo như mình được biết thì cuộc sống hiện tại của mọi người ở Paris về cơ bản là bình thường và các bạn ấy vẫn đang giữ vững tinh thần. Đêm hôm đó thì mình cũng đã thức đến tận 3 giờ sáng để trông chờ từng thông tin của từng người bạn. Rất may là tất cả họ đều bình yên vô sự. Thời điểm hiện tại thì mình cũng đang có kế hoạch về Việt Nam, và mình cũng đang mua về chuyến bay Paris Hà Nội vào ngày 24 tháng 11. Trong lúc này thì chính phủ Pháp đang thực hiện cái chính sách là đóng cửa biên giới và không cho xuất nhập cảnh. Thì mặc dù mình chưa nhận được một thông báo thay đổi nào, nhưng mà mình cũng hơi lo cho chuyến bay của mình. Hy vọng là mình vẫn sẽ về Việt Nam đúng được như dự định.